Tô Thần liếc ánh mắt nhìn về phía hai anh em xui xẻo đang bị xích như mấy con súc vật, trong lòng cậu không khỏi thầm nghĩ. Hai anh em này dường như đã rơi vào trạng thái điên loạn nào đó, bọn họ chẳng lẽ đã bị tiêm thuốc rồi sao? Lúc này, tên lưu manh chột một mắt đang ăn nhồm nhoàm đống đồ ăn của Tô Thần bỗng lớn tiếng ra lệnh cho đám đàn em buông tay. Thả hai anh em đang bị điên điên dại dại kia ra. Gã chột một mắt vừa ra lệnh, đám đàn em liền buông tay ra khỏi dây xích. Hai anh em nhà này đang bị điên dại mất khống chế này liền hướng phía Tô Thần xông tới. Bộ dạng của hai anh em này hiện giờ phải nói ra rất hung tợn. Nếu là người bình thường thì rất có thể bị hai anh em nhà này nhào vồ tới, đánh cho tới chết. Thế nhưng rất tiếc, Tô Thần là dị năng giả đã được cải biến thể chất hai lần. Tô Thần giơ ra một cánh tay ra phía trước, nhìn hành động của Tô Thần lúc này, mọi người đều cho rằng Tô Thần đã bị dọa sợ tới mức ngốc luôn rồi mới có thể làm ra cái hành động như thế này. Đột nhiên, một chuyện bất ngờ xảy ra, chỉ trong chớp mắt. Tô Thần chỉ dùng tới một cánh tay, với một cánh tay này, cậu ta nhanh như chớp vung một nhát chém vào cổ của người anh, sau đó là vung một vả vào mặt người em, cứ như thế hai anh em nhà này trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự, nằm liệt dưới đất, không còn ý thức. Lúc này, cô bé được cho là em gái ruột của hai người anh em này đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến của chuyện vừa rồi. Nhìn thấy hai anh ruột của mình bị đánh bất tỉnh, cô bé gào khóc gọi anh ơi, đồng thời muốn xông ra khỏi sự níu kéo của Đoạn Nhã. Nhìn thấy cô bé lo lắng cho hai người anh của mình như vậy, Đoạn Nhã chỉ có thể cố gắng cầm giữ cô bé, đồng thời an ủi cô bé rằng hai người anh của cô bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tên lưu manh chột mắt nhìn thấy một màn này thì có chút bất ngờ cùng với tức giận, hắn hướng phía hai anh em vừa bị Tô Thần đánh ngất chửi, đúng là phế vật. Nhanh như vậy đã bị Tô Thần đánh bại, làm hắn lãng phí hai lọ thuốc, câu trước vừa chửi hai anh em nhà kia như thế, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn liền chuyển mũi nhọn về phía Tô Thần. Hắn bộc lộ ra vẻ mặt tham lam nhìn về phía Tô Thần lên tiếng, hôm nay lão tử có tâm trạng tốt. Các người ngoan ngoãn giao lại tất cả đồ dùng đang có cho tao, tao sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hôm nay. Tô Thần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tên lưu manh chột một mắt coi thường nói tại sao cậu ta phải giao vật tư cho hắn cơ chứ. Một tên lưu manh dưới trướng gã chột một mắt gằn giọng lên tiếng đe dọa Tô Thần, con mẹ thằng nhóc mới đến này. Bất cứ ai vào trong Đại học Khoa học và Công nghệ đều phải tuân theo các quy định của Lưu lão đại. Chỉ khi làm như thế, ở trong loạn thế này mới có thể bình ổn được. Gã chột mắt lúc này cũng lên tiếng phụ họa theo, đúng thế, ở đây chúng tao không nuôi dưỡng những người nhàn rỗi, nếu muốn ở lại đây, mày cần đạt được điểm cống hiến. Tìm kiếm tài nguyên hoặc là vật tư, khi đó có thể dùng nó để đổi lấy điểm cống hiến. Tô Thần nghe mấy tên côn đồ nói tới điểm cống hiến, trong đầu cậu liền thầm nghĩ, điểm cống hiến này rốt cuộc là sao? Cái này không có tác dụng như tiền, nhưng rõ ràng nó cũng rất có lợi cho những người đặt ra cái luật lệ đó. Sau khi nghĩ xong, Tô Thần liền lạnh nhạt nói rằng cái luật này nghe khá được đó, nhưng đáng tiếc là thực phẩm cuối cùng của chúng tôi đã bị các người ăn hết rồi, bây giờ chẳng còn gì cả. Vừa nói xong, liền có một giọng nói lạ của một gã đàn ông lên tiếng, muốn điểm cống hiến sao, không bằng làm việc cho tao đi. Từ phía sau đám lưu manh chột một mắt xuất hiện một gã đàn ông to béo, ăn mặc cứ như mấy tên thổ dân ở trong mấy bộ lạc thiểu số của châu Phi vậy. Nghe thấy giọng nói này, đám người lưu manh chột mắt liền giật mình, ấp úng chào tên to béo này là Quách đội trưởng, nghe vẻ tên to béo này là người quản lý đám lưu manh chột một mắt này rồi. Mà biểu cảm của Tô Thần và Đoạn Nhã nhìn về phía tên to béo kia có chút ngạc nhiên. Một người đàn ông bị đeo lấy khóa mõm bằng một thanh gỗ bị buộc rất chặt, hai hàm răng cửa lúc này chỉ có lại 4 cái trên và 3 cái dưới, chắc hẳn người này đã bị bạo lực rất ác liệt. Mà hành động của người đàn ông này còn kỳ lạ hơn nữa, người này bây giờ đang khuân vác lấy một cái kiệu tự chế bằng mấy vật liệu thô sơ lắp ráp lại. Ngồi trên đó là gã đàn ông to béo, bên cạnh còn có một cô gái chỉ mặc mỗi nội y, ở dưới kiệu thì còn có mấy người giống y hệt người đàn ông đó. Tất cả đều đang còng lưng khuân lấy cái kiệu này, nhìn cảnh tượng này khiến cho chúng ta liên tưởng tới đám người thời cổ đại. Bỗng một người đang khuân kiệu bất ngờ bị vấp chân, cả người gã ngã nhào về phía trước. Tên gã béo thấy vậy thì liền nhướng mày lại, có vẻ hắn rất không vui khi người đàn ông kia bị vấp ngã trong lúc khuân kiệu của hắn, ánh mắt hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Ở trong tay hắn lúc này xuất hiện một cây giáo không biết lấy được từ đâu. Chỉ trong một cái chớp mắt, cây giáo trên tay của tên to béo được hắn phi ra, đánh tới phía người đàn ông vừa mới vấp ngã kia. Cây giáo dưới sức ném mạnh mẽ của tên to béo liền lập tức xuyên thủng ngực người đàn ông xấu số đó. Biểu cảm của người đàn ông đau đớn, con mắt trắng dã cùng với những tia máu lộ rõ trong mắt. Từ trong miệng của người đàn ông lúc này cũng phụt ra một ngụm máu, cùng với một tiếng hét lớn, sau đó chết bất đắc kỳ tử. Tô Thần cùng với Đoạn Nhã thấy một màn này cũng không khỏi giật mình, bởi bình thường bọn họ giết người cũng chỉ vì phòng vệ chính đáng. Nhưng đám người này thì khác, chỉ vì một việc còn con như vậy mà ra tay giết người. Sau khi giết xong người đàn ông kia, tên to béo chống cằm, lộ ra biểu cảm ghê tởm nhìn về phía đám người Tô Thần. Tên to béo nói với đám người Tô Thần rằng bọn họ đã thấy hắn rất thiếu người đó, kêu Tô Thần tới để thay vị trí người đàn ông vừa mới bị giết kia.
Đặc biệt là Đoạn Nhã, bị hắn gọi là bé thỏ, mỗi ngày hắn sẽ cho cô một hộp thị tươi hoặc cô có thể lấy mì gói để phục vụ cho hắn. Phải biết rằng hiện giờ là ngày tận thế, sản xuất công nghiệp đã bị dừng lại từ lâu. Vì cô mà hắn phải tốn rất nhiều tâm huyết đó. Sau đó hắn dùng một tay tóm lấy đầu của cô gái ở bên cạnh ghì vào trong người, cùng với đó là lộ ra vẻ mặt dâm tà. Bởi hắn cũng đã sớm chán chơi với những mặt hàng như cô gái trong ngực này rồi, mà Đoạn Nhã ở trong mắt hắn lúc này phải nói là cực phẩm trong cực phẩm. Tên lưu manh chột một mắt thấy gã béo nói vậy liền lên tiếng phụ họa theo, quay sang tiếp tục lớn tiếng với đám người Tô Thần. Hắn nói đội trưởng của bọn hắn đã có thịnh tình mời đám người Tô Thần, hắn khuyên hai người họ đừng có mà không biết trân trọng, mà nên nắm lấy thời cơ ngay lập tức. Một tên đàn em của tên chột một mắt lúc này cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa theo, hắn nói rằng lần này ngon đó. Đội trưởng sau khi có nữ nhân mới, người cũ sẽ giao cho bọn hắn chơi, bọn hắn lần này thật sự là sướng quá đi mà. Đám người lưu manh còn chưa kịp vui mừng bao lâu, liền bị một câu hỏi lạnh lùng của tên đội trưởng họ Quách làm cho giật mình. Đợi đã, mùi vị này, các ngươi đã ăn cái gì thế? Nghe xong lời này, cả đám lúc này nội tâm gào thét, thôi xong, vừa nãy bọn hắn nhìn thấy thịt mà quên bén mất, giấu đội trưởng ăn lén thịt là tội chết. Cả đám lưu manh lúc này vội vàng cúi gập người dập đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi đội trưởng à, chúng tôi sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Xin ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Về sau nếu có bất cứ đồ ăn gì, dù lớn nhỏ đều nhất định mang tới cho ngài. Nghe xong lời này gã đội trưởng Quách lộ ra biểu cảm đéo biết nói gì, xem ra hắn đã biết đám người lưu manh này vừa rồi là ăn cái gì, nên hắn cũng không so đo với đám người này làm gì. Lúc này hắn mới lớn tiếng gào mắng đám người lưu manh, con mẹ các ngươi câm mồm lại đi. Lão tử không phải là Mặc Tử đâu. Đám người các ngươi vừa rồi là ăn cướp sao, lại còn nói con mẹ gì thế, mau cút đi cho khuất mắt tao đi. Nghe xong lời này của gã đội trưởng họ Quách, trong nội tâm của Tô Thần cùng với Đoạn Nhã có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ tên béo này đã nhìn thấy sự khống chế tinh thần của Đoạn Nhã, không đúng, đáng lẽ là sẽ không có bất kỳ tác động nào đến hắn ta mới phải chứ. Mà đám người lưu manh chột một mắt lúc này vẻ mặt cũng là có chút ngơ ngác. Bọn hắn còn đang muốn giải thích cái bọn hắn vừa mới ăn là cái gì thì biểu cảm của cả đám lúc này đột nhiên biến sắc, mồ hôi trên mặt của bọn hắn lúc này túa ra như mưa, ánh mắt thì nhìn phía dưới cái bụng của mình. Lúc này, cả đám bất ngờ ôm bụng kêu lên đau đớn, hơn nữa còn phụt ra một ngụm máu, có vẻ việc ăn xác thủy quái vừa rồi đã khiến bọn hắn bị như này. Tiếp đó cả đám ôm bụng kêu nhau đi tìm nhà xí, bởi bọn hắn lúc này chịu hết nổi rồi. Trong khi chạy gấp đi tìm nhà xí, bọn hắn còn không ngừng tự hỏi nhau là vì sao lại bị đau bụng nữa chứ. Tên đội trưởng họ Quách thấy bộ dạng của đám thuộc hạ ngu xuẩn như vậy, trên mặt gã không giấu được mà lộ ra một biểu cảm tức giận. Gân ở trên trán hắn nổi lên giật giật liên tục một hồi, trong miệng còn không nhịn được mà chửi đám thuộc hạ một câu. Con mẹ nó, tao tại sao lại có một đám thủ hạ như này, có ngày lão tử phái giết sạch đám sâu bọ này mới được. Tô Thần lúc này nhìn tên đội trưởng họ Quách có chút nghi hoặc, cậu quan sát tên béo này rõ ràng không cảm giác được bất kỳ dị năng nào cả. Thế nhưng từ trên người của tên béo này Tô Thần lại cảm giác được một sức mạnh rất cường đại. Ý anh Tô Thần nhà ta nói tên béo này có chút mạnh so với người thường thôi, còn gặp anh bên nhà ta thì đương nhiên là chuyện trong một đấm. Hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của tên béo, đám người lưu manh cũng đã thật sự thức tỉnh khỏi sự kiểm soát tinh thần của Đoạn Nhã. Tô Thần tự hỏi không biết tên Lưu lão đại sẽ là người như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng của tên đội trưởng họ Quách này thì tám phần sẽ không phải là cây đèn cạn dầu đâu. Việc giết mấy tên tạp chủng này bây giờ sẽ gây rắc rối cho kế hoạch của Tô Thần, vì thế tốt nhất là cậu ta nên tìm được vị trí của mấy con chuột biến dị rồi hãng nói. Tên béo thấy Tô Thần mãi không trả lời liền lên tiếng nhắc nhở, ê, thằng nhóc, lời đề nghị của tao mày nghĩ thế nào rồi? Tô Thần nhàn nhạt trả lời là không có hứng thú. Thật bất ngờ thay, dù bị Tô Thần từ chối, nhưng tên đội trưởng họ Quách này lại không có một chút tức giận. Không chỉ thế hắn còn cười lớn, nói rằng Tô Thần cứ yên tâm đi, sẽ có một ngày bọn họ phải đến cầu xin hắn thôi. Sau đó gã ra lệnh cho Lã Đào đi tới vị trí của người đàn ông vừa mới bị xiên chết kia, khuân gã ta trở về chỗ ở của mình. Lã Đào bị tên đội trưởng Quách chỉ tên thì vội vàng vâng dạ chạy tới làm việc. Nhìn đám người gã đội trưởng Quách đi xa, Tô Thần có chút trầm lặng, nhìn thấy bộ dáng suy tư của Tô Thần, Đoạn Nhã lộ ra vẻ mặt buồn bã lên tiếng xin lỗi cậu, bởi sức mạnh tinh thần của cô không có mạnh bằng tên đội trưởng họ Quách đó, thế nên dị năng của cô là vô hiệu đối với hắn. Tô Thần thấy Đoạn Nhã nghĩ nhiều liền lên tiếng an ủi, việc này không trách cô được, những kẻ này thậm chí còn không chết sau khi ăn xác của một con thủy quái cơ mà, vì thế bọn họ bây giờ phải thật cẩn thận trong từng hành động. Bỗng một giọng nói lạ từ sau lưng của Tô Thần đánh tới, các cậu đã đắc tội với người của thân vệ rồi. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho các cậu đâu, Tô Thần à, cậu nhất định phải ngay lập tức đi theo tôi. Đây là một người thanh niên, tầm tuổi của Tô Thần, bộ dáng ăn mặc của cậu ta thì cũng không khác đám người mà Tô Thần gặp trước đó là bao. Nhìn người thanh niên tầm tuổi mình trước mặt, hơn nữa người thanh niên này còn nhận ra Tô Thần cậu ta.
Chính vì vậy Tô Thần không khỏi nghi hoặc mà lên tiếng hỏi người thanh niên trẻ, tôi quen biết cậu sao, tại sao cậu lại muốn giúp chúng tôi cơ chứ? Người thanh niên trẻ bị Tô Thần hỏi cũng có chút sững sờ, cậu dùng ngón tay chỉ vào mình rồi nói là tôi đây. Vườn ươm đây mà, tôi là bạn cùng phòng của Điền Việt, chúng ta đã gặp nhau khi cậu đến trường vào lần cuối cùng đó đấy. Chuyển cảnh tới một tòa nhà đổ nát ở cách đó không xa. Tên đội trưởng họ Quách lộ ra biểu cảm đáng sợ, nói với Lữ Đào à, mày hãy để mắt tới người phụ nữ đó, mày không được để bọn chúng bỏ chạy đâu đó. Lữ Đào nghe thấy lời này, vẻ mặt có chút giật mình, hắn ấp úng hỏi lại, đội trưởng à, ngài đây là muốn. Lúc này biểu cảm của tên đội trưởng họ Quách liền thay đổi, hắn lộ ra biểu cảm âm hiểm, cộng thêm một cái liếm môi cùng với điệu cười âm hiểm. Hình ảnh Đoạn Nhã trong bộ đồ bé thỏ sexy hiện ra trong đầu của hắn, phụ nữ ngon lành như thế này ở mặt thế, không dễ dàng gặp được nhiều đâu. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.